Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh, bị cáo Đỗ Anh Dũng nhận trách nhiệm cao nhất. Bị cáo Đỗ Anh Dũng thừa nhận có việc chạy dòng tiền ảo để mua lại các trái phiếu, phương án phát hành trái phiếu đều là tạo dựng, không có việc hợp tác đầu tư kinh doanh. Xin kính chào toàn thể quý khán giả và các đồng chí của chương trình tin tức 24 giờ. Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, vừa rồi là một số nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Và sau đây là nội dung chương trình chi tiết. Chiều ngày 19 tháng 3, trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận cáo trạng truy tố các bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chính xác. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã nhận trách nhiệm cao nhất trong vụ án này. Trình bày tại tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng khai năm 2021 do nhu cầu cần nhiều vốn cho các dự án quy mô khác. Bị cáo đã đề ra chủ trương phát hành trái phiếu và giao cho con trai là bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, thực hiện việc phát hành trái phiếu. Cả ba công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Solen, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, phát hành trái phiếu đều là của bị cáo, do bị cáo chỉ đạo hoạt động. Bị cáo Dũng thừa nhận có việc chạy dòng tiền ảo để mua lại các trái phiếu, phương án phát hành trái phiếu đều là tạo dựng, không có việc hợp tác đầu tư kinh doanh. Bị cáo Dũng thừa nhận việc Viện Kiểm sát truy tố bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xong giải thích ngay từ khi phát hành trái phiếu. Bị cáo chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư mà chỉ là huy động trái phiếu cho mục đích kinh doanh để có tiền đầu tư cho dự án, thanh toán cho các nhà thầu. Theo bị cáo Dũng, tại thời điểm đó, nhận thức của bị cáo về việc phát hành trái phiếu chưa đầy đủ, bây giờ đã nhận ra sai phạm của mình. Bị cáo Dũng cũng thừa nhận việc sử dụng tiền mua trái phiếu của các nhà đầu tư là không đúng mục đích. Nhận ra sai phạm của mình, ngay khi bị khởi tố bị can, bị bắt tạm giam, bị cáo đã liên hệ với luật sư và gia đình để tìm cách khắc phục sớm nhất số tiền hơn 8.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, các cơ quan tố tụng đã hỗ trợ bị cáo trong việc sớm nộp lại tối đa số tiền cho nhà nước để trả cho các bị hại. Trước đó, trong phần trình bày của mình, bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, cho biết hệ sinh thái của tập đoàn Tân Hoàng Minh có nhiều công ty khác nhau nhưng đều được điều hành bởi tập đoàn. Việc lấy pháp nhân của ba công ty gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Solen, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, ngụy tạo các hoạt động kinh doanh không có thật giữa nội bộ các công ty nêu trên để làm phương án phát hành các gói trái phiếu lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng nhằm huy động tiền cho tập đoàn. Việt khai lúc đó, doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn nên mới họp bàn lên kế hoạch huy động vốn. Việt cũng nói rõ chủ trương huy động vốn là do bị cáo Đỗ Anh Dũng đề ra. Đối với sai phạm của mình, Việt thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Cụ thể, bị cáo Việt khai bản thân đã chỉ đạo cấp dưới lựa chọn công ty phát hành trái phiếu, liên hệ với công ty kiểm toán để kiểm toán tài chính với mục đích là kiểm toán toàn phần. Ngoài ra, theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của bị cáo Dũng, Việt còn chỉ đạo ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền khống cho công ty Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu, huy động, chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp. Về cách thức chạy dòng tiền, bị cáo Việt khai, sau khi hồ sơ phát hành xong sẽ chạy dòng tiền giữa các công ty. Số tiền nhỏ chạy sang các công ty hợp tác rồi chạy về Tân Hoàng Minh. Việt thừa nhận các gói trái phiếu Tân Hoàng Minh bán ra cho nhà đầu tư cũng không đảm bảo giá trị. Quá trình bán ra, thu vào trái phiếu, bị cáo có báo cáo chủ tịch. Lúc đó, bị cáo nghĩ, ông Đỗ Anh Dũng chưa biết đó là hành vi khống. Trong vụ án này, thiệt hại được xác định là hơn 8.643 tỷ đồng với 6.630 bị hại. Bị cáo Việt thừa nhận con số này và cho biết đến nay đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Tại phiên tòa, các bị cáo khác đều khai việc phát hành trái phiếu là do bị cáo Đỗ Anh Dũng ra chủ trương, giao cho Việt thực hiện. Cả ba công ty phát hành trái phiếu này đều liên quan đến tập đoàn Tân Hoàng Minh và đều do bị cáo Dũng chỉ đạo, điều hành. Các bị cáo đều thừa nhận mình có sai phạm. Cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng. Hầu hết các bị cáo đã nộp tiền và khắc phục một phần hậu quả trong vụ án. Trình bày tại phiên tòa, nhiều bị hại đã đề nghị tòa sớm tuyên trả lại số tiền đầu tư mua trái phiếu của họ tại Tân Hoàng Minh, đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo bởi họ chưa có tiền án, tiền sự, có ý thức bồi thường, khắc phục hậu quả. Hẹn gặp lại.